khu trung tâm, bên bên thì chỉ có thị trấn. Ăn nữa không? Có, đưa cho anh miếng. Nè bỏ hả? Tài xế là người. Chụp lại vài tấm nữa con ngoài cảnh ra chụp hình luôn. Đứng trước đầu xi mà mình lái xi tới. Khu trung tâm, bên bên thì chỉ có thị trấn. Lên. Hương, đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ xuất phát. Đây. Đứng đây, cầu ơn đó đẹp. Đang xe bắt đầu. Đoàn mình đang vô nhà hàng. Để cho cả nhà chúng ta cùng nhau chụp ảnh sẽ đi. Cùng nhau chụp ảnh lưu niệm đặc biệt trong đêm tiệc. Hôm nay một không khí rất là tuyệt vời đúng quý vị ơi. Đó là trong vườn mà bắt rau mà ban tổ chức đã sắp xếp để cùng nhau. Coi chừng. Kết mũi nhau đi, ta tiếp tục vỗ tay lớn hơn. Vâng, xin mời Hằng Hoa. Mình cùng nhúng rồi mình cùng nhúng lên đi.